Con tại vì con không biết bói, con xin lỗi, con không biết bói, tướng vì rất giỏi rồi được, nhưng mà con muốn nói xin cảm ơn mọi người ạ. Only speak Vietnamese. Xin chào mọi người. Hôm nay sáng em dậy 8 giờ sáng ạ. Nhưng mà khi ở nhà dậy no, I'm sorry. No, my Vietnamese is very funky as well. How do you say rabbit in Vietnamese? Con thỏ. I know this. Con thỏ. Oh, sinh nhật. Cảm ơn ạ. Cool. Chị và các bạn, đây là ca sĩ New Jeans. Năm này đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nhà nước Hàn Quốc và Việt Nam. Xin chân thành chúc mừng. Xin chào chị. Xin chào mọi người, tên của con là Phạm Ngọc Hân Hà. Em yêu chị nhất rất là nhiều ạ. Chị Khang vào ạ. Nhưng mà không biết nói tiếng Việt rất là tí thôi ạ. Mà tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình hối hận, thì một ngày thân nó quay về. Ô, con nhớ chị à. Ô, chị đẹp quá. Chúc mừng năm mới. Con cảm ơn. Chị phải ăn rất là nhiều ạ. Con yêu chị. Cô ăn ngon ạ, cô ăn ngon phải ăn nhiều ạ. Con yêu chị ạ. Con nhớ bố mẹ là con gọi bố mẹ. Để thích ăn cái đồ ăn khi mẹ làm đồ ăn hay là nhớ bố mẹ với nhà là muốn ăn cái đồ ăn đó ạ. Anh cứ anh ta đừng nói anh ta đôi khi ta 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 ta.